Thì tôi được hướng dẫn là sẽ gọi đồ theo những cái ký hiệu có sẵn ở trên menu. Thì ban đầu thì tại vì tôi chưa làm bao giờ nên là tôi cũng lung túng. Tuy nhiên là với cái cách mà được hướng dẫn thì tôi lại thấy là nó không hoàn toàn khó. Thì anh giao tiếp rất là thoải mái, anh không có rào cản ngôn ngữ, chỉ dùng tay chân thôi, thái độ. Công ty luôn luôn có một cái định hướng và theo đuổi đó là đưa đến cho khách hàng một cái sản phẩm tốt, một cái dịch vụ tốt. Khi mà mọi người thấy rằng những cái người khuyết tật làm ra những cái sản phẩm mà mọi người đã mua được, mọi người đã yêu thích thì mọi người luôn luôn trân trọng cái dịch vụ, cái sản phẩm đó hơn.